Cuối tháng 4 vừa qua, hàng chục thanh niên bị phát hiện đang sử dụng ma túy tại hai quán bar Hay Club và The Fame ở Hà Nội. Nhiều vụ tương tự cũng đã xảy ra trên cả nước. Khi các đối tượng vào trong quán bar thì cũng không có lực lượng đứng ở ngoài để kiểm tra người, cũng không thể nắm bắt được hết được. Mà nếu tính trung bình của một người nghiện trong một ngày mà sử dụng hết 100.000 trên một người, thì một năm thì các cái người nghiện ở Việt Nam lại tiêu tốn hơn 8.000 tỷ đồng. Ma túy giờ đây xuất hiện với nhiều loại nhỏ gọn hơn, được ngụy trang dưới nhiều dạng hình thức khác nhau nên rất khó kiểm soát và phát hiện. Không như là trước đây là lấy cái cần sa tổng hợp tẩm vào các cái loại mà cây cỏ mà được nhập khẩu mà thân thuộc, và bây giờ chúng lại lấy chính cái chất ma túy tổng hợp đó tẩm vào những cái loại mà vật dụng mà chúng ta thường dùng hàng ngày ở trong dân. Hiện số người nghiện của Việt Nam là trên 225.000 người. Các ngành chức năng cần chặt đứt các đường dây mua bán ma túy trong nước và nước ngoài, hạn chế có hiệu quả tình trạng sử dụng ma túy tại các vũ trường, quán bar.